Chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Thì hôm nay là một ngày nói chung là cảm xúc của Tèo rất là hỗn độn luôn mọi người. Không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Anh trai của Tèo thì vừa mới khỏi bệnh, cho hôm qua mới về từ bệnh viện mọi người. Bây giờ Tèo sẽ sửa lại căn nhà này. Căn nhà này bỏ hoang cũng rất là lâu rồi, cũng mấy năm rồi mọi người. Đây là anh trai của Tèo. Anh có bị bệnh động kinh, cứ tới tháng 11 là lại bị động kinh đó mọi người, nên là năm nào cũng đi bệnh viện hết đó. Căn nhà này thì dựng tạm đất của người ta thôi, còn nhà này thì nhà mẹ của Tèo hồi xưa á mọi người. Căn nhà này bỏ hoang lâu quá rồi nên là mấy đứa nhóc trong làng họ cậy hết mấy tấm tôn ra, bây giờ nát hết rồi, còn mỗi tấm tôn thôi. Tấm tôn thì Tèo để ngoài kia. Quay cho mọi người coi nhà của Tèo nè. Từ năm 2019 tới bây giờ cũng đã mấy năm rồi. Đây là đồ đạc mẹ của Tèo với lại anh trai á mới đem từ bệnh viện về. Còn Tèo thì mấy năm nay toàn là đi ở đỡ nhà người ta thôi. Cánh cửa thì người ta cũng cậy mất rồi. Thì Tèo sẽ gắn lại. Để quay bên ngoài xung quanh nhà cho mọi người coi nha. Đây là anh trai của Tèo này. Còn bạn này thì hành trình với Tèo cũng khá là nhiều rồi, cũng rất là lâu rồi, và giúp đỡ Tèo rất là nhiều thứ. Nên là bây giờ Tèo đi về sửa nhà, bạn của Tèo cũng đi theo vào đây để giúp Tèo á. Nói chung là nhà này nó nát hết rồi mọi người ạ. Ở trên thì toàn là lỗ không mọi người. Có khi mưa nó dột đó. Mà anh trai với mẹ của Tèo thì cũng mới về từ bệnh viện hôm qua, nên là hôm nay Tèo mới sửa lại. Đây tấm tôn nhà của Tèo nè. Giờ Tèo sẽ đóng lại cái tấm tôn này lên để mưa cho nó đỡ tắt vào. Bây giờ Tèo cùng với đứa bạn với lại anh trai sẽ đóng lại cái nhà nha mọi người. Bây giờ anh em mình chuẩn bị đi sửa lại căn nhà nè. Để đi nhá. Sáng nay thì ba anh em của Tèo đang làm, mà anh này nói chung là anh em họ của Tèo, anh Linh nhá, làm về thuê anh em của Tèo đang sửa nhà thì anh ghé vào anh giúp một tay. Còn mỗi một bên này thôi à. Nhà của Tèo cũng đã sắp xong rồi. Đóng từ bên kia xong sang bên này xong hết rồi mọi người ạ. Còn thiếu bên này nè. Giờ đi xin tấm tôn của bạn để đóng thêm chỗ này, nó còn thiếu. Lần trước người ta cậy đi không biết vứt đi đâu rồi mọi người ạ. Cả nhà của Tèo dọn đi cũng rất là lâu rồi. Cũng mấy năm trời rồi mọi người. Họ còn đốt chỗ này nữa chứ. Gô này may mà gô tốt đấy, nhưng mà gô giờ thì chắc nó cháy hết rồi. Này họ vào họ đốt cái gì không biết, đốt mất 3 miếng gỗ. Còn thiếu lại miếng này này. Họ vào họ sẽ mất 1 miếng rồi. Còn bên kia thì Tèo có đóng lại bằng tấm tôn này, nó lại thiếu mọi người ạ. Giờ phải cố gắng vá lại từng miếng vậy thôi. Mà mùa này khó khăn, không có tiền để mua lại tấm tôn mới. Nếu mà khi nào mùa điều, mùa cà phê rồi đi làm thuê cho người ta
Sẽ có tiền để mua tấm tôn mới đóng nhà cho mẹ nha mọi người. Như vậy là gắn xong cánh cửa rồi mọi người à. Giờ phải làm tạm như vậy thôi. Thế khi nào đèo đi kiếm tiền mua tấm tôn khác sẽ đóng lại nhà cho mẹ mọi người. Giờ chắc mẹ phải ở tạm như vậy thôi, chứ không còn cách nào nữa. Tại vì... mọi người, giờ anh em của đèo vừa mới đóng nhà xong thì không có cái gì ăn hết á. Nên là bây giờ anh em của đèo sẽ đi bắt cua nha. Anh em của đèo vừa mới chạy xuống đồng ruộng này để đi bắt cua. Mà đèo thì đèo không có xe đâu. Xe này là xe của thằng cu Hiền á. Đây thằng cu Hiền đây. Giờ ba anh em của đèo xe xuống đồng ruộng này để bắt cua này mọi người. Vừa mới đi xuống một đoạn thôi à, bắt được hai con rồi này. Bỏ xuống thôi. Giờ anh em của đèo phải đi mò hàng cua như vậy. Bắt được hai con nữa. Bắt được hai con nữa này, được bốn con thôi mọi người ạ, nhanh lắm, bắt được một con nữa này mọi người, con nhỏ nhỏ như này ăn rất là ngon đấy mọi người. Ở đây thấy một cái hang này mọi người, giờ tèo sẽ mò thử nha, biết có không? À đây đây đây, có luôn một con mọi người, đây một con này. Đây mọi người thấy canh đồng ở đây không? Mùa nước lũ á, nên là lúa người ta trồng ở đây nó bị hư không hết rồi. Đây cho mọi người coi này. Một cây thì còn được có mấy hạt này. Đây có một hang cua này mọi người ơi. Để quay cho mọi người coi nha. Mọi người coi này. Hai con luôn đó mọi người. Một con thì cua màu tím, còn một con thì màu trắng nha. Thì bắt đi. Ủa, từ. Cua này đi gì á? Cua này không ăn được đâu mọi người. Nên là tè xe thả nó đi nha. Bắt được một con thôi. Mà một con thì nó chạy mất rồi. Cua Hiền vừa mới bắt được con cua rất là to luôn đó. Đây cho mọi người coi nè. Cái càng nó thấy to chưa? Đi lên dòng nước suối nhỏ này nè. Suối rất là đẹp luôn. Trong đường sâu luôn đó. Này toàn là đường rộng không ạ? Trong này thì nước nó trong quá, không có cá, không có cua gì hết mọi người. Đây anh trai của tèo nó bị độc kênh nhá, đi không ngước cái đầu lên được, cứ gù gù như vậy đây mọi người. Cứ tới ngày tới tháng là tháng 11 đó, cứ anh cứ hay bị lại mọi người, tội lắm. Nhưng mà bây giờ không có tiền để đi chữa. Để cho mọi người coi con cua anh em của tèo bắt được hôm nay này. Cũng khá rồi. Như vậy là đủ ăn rồi mọi người ạ. Giờ anh em của tèo sẽ đi về thôi mọi người. Anh em của tèo bắt cua như vậy là đủ ăn rồi. Giờ anh em đi về nấu món cua thôi. Anh em của tèo đang trên đường đi về á. Mà ở nhà thì không có rau quả gì hết. Anh em của tèo sẽ chặt cây chuối để làm gỏi cua nha. Làm cua bò nha mọi người. Ba cây như vậy là đủ rồi mọi người. Đi rửa chân tay rồi rửa cua đi. Đây là nước giọt trong làng của tèo á. Nước ở đây rất là đẹp luôn á. Ngày xưa thì nó còn cái ống sắt dài
mà bây giờ ong nó bị hư hết rồi, bị cấy rồi, còn như này thôi. Đây rửa chân tay rồi rửa cua ở đây luôn mọi người ạ, rửa sạch đất ở đây luôn. Khi về nhà thì khỏi phải rửa mọi người. Giờ anh em của Tèo vừa mới về tới nhà, cu Hiền thì đang nhóm lửa để luộc cua lên nha. Đây là cua nhỏ để làm gỏi cây chuối hồi nãy. Trong khi luộc cua thì anh em của Tèo sẽ đi làm một gỏi cua nhỏ này nha. Cây chuối này nhỏ nhỏ ra xong rồi thì đem đi vắt nha, vắt hết nước qua bên trong của nó. Cây chuối này nếu mà mình không vắt đi thì nó mình ăn nó chát lắm mọi người ạ. Đây mọi người, giờ Tèo cũng đã thay cây chuối này xong rồi, giờ sẽ bóp cho nó nát xong rồi vặn hết nước bên trong nó ra nha. Đây mọi người, bóp nát xong như vậy mình rửa lại bằng nước cho nó sạch nha. Vắt xong là để bây giờ trộn gia vị thôi. Kiên vàng này thì sẽ ra ớt nha. Đây mọi người, giờ Tèo sẽ trộn vào chung với gia vị cho nó chua nha. Bắt con cua nhỏ này bỏ vào trong đây để làm gỏi cua nha mọi người. Cua bò này mọi người ơi, tại sao Tèo lại kêu là cua bò? Tại vì cua nó không biết nhảy, nó chỉ bò thôi, nên là Tèo kêu là cua bò. Nếu mà cá thì người ta làm cá nhảy, còn cua thì làm cua bò thôi mọi người ạ. Bỏ vào đi, bỏ vào đây mọi người, làm cua bò nha mọi người. Đây là cua hấp xá này mọi người, đây là cơm anh trai của Tèo vừa mới nấu hồi nãy mọi người ạ. Cua Hiền bắt được hồi nãy này mọi người, đây, to hơn mặt của nó luôn. Rồi bây giờ anh em của Tèo chuẩn bị ăn nha. Đây, cơm anh trai của Tèo nấu được hồi nãy này mọi người, mà nấu ít quá, ba người ăn không biết có đủ hay không nhé. Mời tất cả mọi người ăn cùng Tèo nha. Đây, món cua bò này mọi người, cua còn sống nó còn biết đi nha mọi người, ăn với gỏi cây chuối nè. Mời tất cả mọi người ăn cùng Tèo nha. Đây mọi người, đây là món cua gỏi với cây chuối này, cua bò nha mọi người, nó còn sống á mọi người ạ. Mời tất cả mọi người ăn một bé nha, rất là cay luôn đó mọi người. Đây, ăn cua bò này mọi người. Rất là ngon luôn mọi người ạ. Cua bò này ăn còn sống như vậy luôn. Giờ sẽ ăn với gỏi cái chuối nha. Rất là cay luôn á. Tèo làm nó lỡ bỏ nhiều ớt quá, bây giờ cay quá ăn không nổi. Video của Tèo quay cũng khá là dài rồi mọi người ạ. Tèo xin kết thúc video tại đây nha. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye tất cả mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người trong video khác nha.